địch thì tao phải địch thôi, cũng như là tao muốn nói thì tao phải nói. Là người dân của đất Tiền Giang, tụi tao phản đối bị ó tì. Tụi mày mau mau dọn dẹp và cút ra khỏi nơi đó đi, trong khi tụi mày lấy phí thì lại quá là cao. Dân tụi tao làm ăn cực khổ phải đóng thêm phí là sao? Cả một ngày chạy xe chết mẹ, tụi tao chỉ kiếm được 200k. Mở mắt ra tụi tao đi làm phải đóng phí hơn 100k, rồi bận về phải đóng thêm phí để chi cho việc về nhà. Tụi mày làm ăn thức đức thì đừng hỏi sao khi về già. Tụi mày không đặt trạm trên đoạn đường 12 cây số mà tụi mày hút máu của dân, tụi bay đặt trạm ngay trên quốc lộ rồi bày đặt nói đó là phí của đường bộ, trong khi hàng năm tụi tao đã đóng phí cho cục đường bộ. Tụi mày lấy tiền mãi lộ, tụi tao phải nói. Muốn lấy lại sự công bằng, tụi tao phải nói. Bức xúc bức nút, tụi tao phản đối. Cài báo vàng dối, tụi tao phản đối. Motherfucker phản đối. Phản đối BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Thằng nào chống lưng tụi mày, nhưng người dân mới chính là gốc. Bao người bức xúc chuyện này, dân tụi tao đâu phải nô bộc. Đoạn đường 12 cây số mà thu phí gần bằng cao tốc. Đường tránh địch chạm quốc lộ, bao bất tài phải cười hay khóc. 1.400 tỷ vốn thu một ngày không dưới tiền tỷ. Đặt chạm sau 5-4 tháng hút máu dân tới tận xuyên tỷ. Ngày xưa xe chạy hàng ngày qua Ca Lậy vẫn còn yên ổn. Từ khi mở đường thu phí, cuộc sống dân tự nhiên đảo lộn. Nhạc gáp nói lên sự thật, khi bức xúc tụi tao phải nói. Người dân xưa nay luôn chân thật, không có lửa làm sao có khói. Hàng năm họ đóng phí đường bộ vì cuộc sống và lo gia đình. Bây giờ một ra cái chạm cản trở công việc của họ mưu sinh. Để tôi nói ông Hiệp nghe nè, dân thì khổ còn ông đã quá giàu. BOT ông tính thế nào, ông làm sao để đứt cho con cháu. Tiền Giang lại được nổi tiếng là nhờ cái chuyện này quá hoàn hảo. Tụi mày phải dập dẹp mau, tiền của dân là tiền xương máu. Motherfucker phản đối. Phản đối BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Yeah. Cùng lớp bót trên đường 1A, quan chức ta tha hồ thu tiền. Đường cái lây loài ra cái bốt, tiền giang đông chia cắt tiền giang tây. Người dân qua nơi đây đều là cái bốt nông cuồng. Con đường gì bá đạo, chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí. Tức trong người anh kiếm giấy 200. Cùng anh em lên xe qua Tiền Giang, đến tay lầy cũng heo làm phép. Quyên cùng nhau tiêu trừ bóp là bằng giấy 200 sạch bóng giam ta. Anh đưa em một đường 200, thấy nắng quá em kêu phụ ta. Em vui xuống đêm tiền lên tay, anh nhìn em đẹp nhất hôm nay. Trời thương anh khi em đang mê say, áo trên người nó bung ra một nút. Trong lòng anh nói lời vô tận, là bớt tiền sao có ai đổi thơ.
trên đường một a quan chính ta tha hồ dư tiền đường cái lấy lời ra cái bón tiền giang đông chia các tiền giang tây người dẫn qua nơi đây theo là cái bón nông cuồng con đường gì ba đạo chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí cực trong người anh kiếm giấy 200 cùng anh em lên xe qua tiền giang đến cây lầy cũng heo làm phép quyết cùng nhau tiêu trừ bom là bằng giấy 200 sạch bom giang ta anh đưa em một người 200 thấy nắng quá em kêu phú ta em vui xuống đêm tiền lệ say anh nhìn em đẹp nhất như hôm nay trời thương anh khi em đang mê say áo trên người nó bung ra một nút trong lòng anh nói lời vô tận là bóp tiền ra cái bó tiền vàng đông chia cắt tiền vàng tây người dân qua nơi đây kêu la than gian cái bó ngông cuồng con đường vì ba đạo chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí tức trong người anh kiếm giấy 200 cùng anh em lên xe qua Tiền Giang đến cái lầy cũng heo làm phép quyết cùng nhau tiêu trừ bót là bằng giấy 200 sạch bóng giang ta anh đưa em một cùng 200 thấy nắng quá em kêu phụ tá em cúi xuống đếm tiền liền tay anh nhìn em đẹp những đêm nay trời thương anh khi em đang mê say áo trên người bóng bung ra một nút trong lòng anh nói lời vô tận là bót Tiền Giang có hai đồi thông. Các cô chú các anh chị đang được lắng nghe ca khúc Tiền Giang Đông, Tiền Giang Tây qua phần trả lời của anh Đinh Nhật Uy và phần thể hiện của Nguyễn Tính. Cùng lập bót trên đường 1A quan chức ta tha hồ thu tiền đường cái lấy lòi ra cái bót tiền vàng đông chia cắt tiền vàng tây người dân qua nơi đây kêu la than gian cái bót ngông cuồng con đường vì ba đạo chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí tức trong người anh kiếm giấy 500 cùng anh em lên xe qua Tiền Giang đến cái lầy cũng heo làm phép quyết cùng nhau tiêu trừ bót là bằng giấy 500 sạch bóng giang ta anh yêu em cô nàng thu phí thấy tội quá anh thôi quậy quá anh yêu em cô nàng thu phí anh nhìn em đẹp những đêm nay rồi mai đây khi đi qua Tiền Giang bót ngông cuồng nó ngưng thu tiền phí
anh nhìn em nói lời vô tận. Nè cô nàng ơi em cất lương giùm anh, rồi mai đây khi đi qua Tiền Giang bót ngông cuồng nó ngưng thu tiền phí. Anh nhìn em nói lời vô tận là bót Tiền Giang có hai đồi thông. Hiểu không? Chạy cho điện thoại đi. Thành đã về, Thành đã về, kìa bác lũ vui mừng như thú. Thành đã về, Thành đã về, không biết bao nhiêu thằng ngồi lo nguy to. Thành đã về, Thành đã về, làm ba ích không còn tâm trí. Hát vang lên câu ca mừng chào Thành. Nào là anh Thắng, anh Quang, anh Phúc, anh Bình ngồi rung co gió. Sợ rằng anh Thành khai ra tham ô rút ruột thì bao anh đi xa. Một bầy tiên sáo rung rinh khúc khinh vui mừng làm kiếp bưng bô. Từng bầy đàn viên hoan hô vui bia ăn mừng vì anh đã về. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tuyên giáo đi đùng. Mừng Thành nay đã về rồi, lòng bác lũ nở hoa. Ngập trời bao tiếng xì sao, kìa xuân Thành đã về rồi. Một năm qua ở nơi mô bạc lũ mong chờ. Do sợ rằng Thắng Thành khai ra tham ô rút ruột thì bao anh đi xa. Một bầy tiên giáo rung rinh khung khinh vui mừng làm kiếp bưng bô. Từng bầy đàn viên hoan hô vui bia đón chào vì Thành đã về. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tuyên giáo đi đùng. Mừng Thành nay đã về rồi, lòng bác lũ nở hoa. Ngập trời bao tiếng xì sao, kìa xuân Thành đã về rồi. Một năm qua ở nơi mô, lòng bác lũ mong chờ. Thành đã về, Thành đã về, kìa bác lũ vui mừng như thú. Thành đã về, không biết bao nhiêu thằng ngồi lo nguy to. Thành đã về, Thành đã về, làm ba ích không còn tâm trí hú hí. Thành đã về.
lên câu ca mừng chào Thánh. Thánh đã về, Thánh đã về, lu hát vang lên câu ca mừng chào Thánh. Thì tao phải địch thôi, cũng như là tao muốn nói thì tao phải nói. Là người dân của đất Tiền Giang, tụi tao phản đối bị ó tì. Tụi mày mau mau dọn dẹp và cút ra khỏi nơi đó đi, trong khi tụi mày lấy phí thì lại quá là cao. Dân tụi tao làm ăn cực khổ phải đóng thêm phí là sao? Cả một ngày chạy xe chết mẹ, tụi tao chỉ kiếm được 200k. Mở mắt ra tụi tao đi làm phải đóng phí hơn 100k, rồi bận về phải đóng thêm phí để chi cho việc về nhà. Tụi mày làm ăn thức đức thì đừng hỏi sao khi về già. Tụi mày không đặt trạm trên đoạn đường 12 cây số, mà tụi mày hút máu của dân. Tụi bay đặt trạm ngay trên quốc lộ rồi bày đặt nói đó là phí của đường bộ, trong khi hàng năm tụi tao đã đóng phí cho cục đường bộ. Tụi mày lấy tiền mãi lộ, tụi tao phải nói. Muốn lấy lại sự công bằng, tụi tao phải nói. Bức xúc bức nút, tụi tao phản đối. Khai báo gian dối, tụi tao phản đối. Motherfucker phản đối. Phản đối BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. Cùng lấp bóp trên đường 1A, quan chức ta xa hồ sư tiền. Đường cái lây lòi ra cái bóp, tiền giang đông chia cắt tiền giang tây. Người dẫn qua nơi đây đều là cái bóp nông cuồng. Con đường gì ba đảo chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí. Cũng trong người anh kiếm giấy 200, cùng anh em lên xe qua Tiền Giang. Đến cây này cũng eo làm phép, quyết cùng nhau tiêu trừ bóp là bằng giấy 200 sạch máu giam ta. Anh đưa em một thuyền 200, thấy nắng quá em kêu phú ta. Em vui xuống đêm tiền lên say, anh nhìn em đẹp nhất như hôm nay. Trời thương anh khi em đang mê say, áo trên người nó bung ra một nút. Trong lòng anh nói lời vô tận là bóp Tiền Giang có hai đôi thơ. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Thằng nào chống lưng tụi mày, nhưng người dân mới chính là gốc. Mọi người bức xúc chuyện này, dân tụi tao đâu phải nô bộc. Đoạn đường 12 cây số mà thu phí gần bằng cao tốc. Đường tránh địch chạm quốc lộ, bao bất tài phải cười hay khóc. 1.400 tỷ vốn thu một ngày không dưới tiền tỷ. Đặt chạm sau 5-4 tháng hút mỗi dân tới tận xuyên tỷ. Ngày xưa xe chạy hàng ngày qua Ca Lậy vẫn còn yên ổn. Từ khi mở đường thu phí, cuộc sống dân tự nhiên đảo lộn. Nhạc gáp nó lên sự thật, khi bức xúc tụi tao phải nói. Người dân xưa nay luôn chân thật, không có lửa làm sao có khói. Hàng năm họ đóng phí đường bộ vì cuộc sống và lo gia đình. Bây giờ một ra cái chạm cản trở công việc của họ mưu sinh. Để tôi nói ông Hiệp nghe nè, dân thì khổ còn ông đã quá giàu. BOT ông tính thế nào, ông làm sao để đứt cho con cháu. Tiền Giang lại được nổi tiếng là nhờ cái chuyện này quá hoàn hảo. Tụi mày phải dập dịp mau, tiền của dân là tiền xương máu. Motherfucker phản đối. Phản đối BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. BOT tao phản đối. Motherfucker phản đối. Dân Tiền Giang tao phải nói. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phản đối. BOT tao phản đối. Dân Tiền Giang tao phản đối. BOT tao phản đối. Thấy nắng quá em kêu chúng ta. Em vui xuống đêm tiền lên tay. Anh nhìn em đẹp nhất hôm nay. Trời thương anh khi em đang mê say, áo trên người nó bung ra một nút. Trong lòng
là bớt tiền giang có ai đổi thơm. Cùng lớp bót trên đường 1A, quan chức ta tha hồ thu tiền, đường cái lây loài ra cái bốt, tiền giang đông chia cắt tiền giang tây. Người dân qua nơi đây đều là cái bốt, ông cuồng con đường gì ba đảo, chẳng đi lần nào cũng đè mà thu phí, tức trong người anh kiếm giấy 200. Cùng anh em lên xe qua Tiền Giang, đến cây lầy cũng heo làm phép, quyên cùng nhau tiêu trừ bọt ngà, bằng giấy 200 sạch bóng giam ta. Anh đưa em một tiền 200.